Khi mà chôn đứng là cái chiều lúc mà chôn á là nó sẽ nằm đứng như vậy, nhưng mà cái đế là nằm ở đây hay là nó nằm sâu ở nằm dưới đây? Cái đế nằm ở dưới cái bát quái. Những mà mấy con rình cái ống thông hơi đó, nếu mà có mùi hôi thối hay nước vàng gì á chảy ra thì bỏ đạo ông hai đi, bỏ ông hai đi đừng theo nữa. Thì mình có mở ra mình kiểm tra được. Dỡ lên không? Dỡ lên được, dỡ lên kiểm tra thì cái ống tiếp nước thì dẫn ra nó không có bị cái nước vàng nó không chảy ra. Thấy nước vàng chảy ra. Nếu nó bị nước vàng chảy ra là bị phân hủy. Người ta có mấy hôm hở mấy đơn vị ở coi như là một cái đường hầm bí mật vậy. À, người ta xịt đèn nhà cái dân. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngôi mộ chôn đứng của một cái ông đạo ở huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre. Nói đến đây thì chắc có lẽ cô bác quý anh chị đã biết là ông đạo nào đúng không? Đó là ngôi mộ của ông Đạo Dừa, một cái ngôi mộ khá là độc lạ ở chỗ ngay huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre như thế này. Và để tìm hiểu ngôi mộ mà cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Và đây là ngôi mộ của ông này mọi người. Nguyễn Thành Nam. Và cạnh bên đây chính là ông Út phải không? Dạ. Dạ, tôi con gọi ông là em, ông Út em ha. Út, dạ. Dạ, là em ruột của ông Hai Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam. Và ông Út là người đã nhớ từng cái dấu mốc lịch sử, từng cái cách tu tập hành trì và tất cả những câu chuyện cụ thể nhất về ông Hai Đạo Dừa. Dạ, có lẽ là hôm nay nhờ ông Út chia sẻ với tụi con ha. Dạ. Dạ. Mình để mình ra khu mộ. Khu mộ trước. Dạ, rồi. Mình đi đường nào hả ông? Đi đường nào cũng được. Dạ. Con có được biết thì ông Hai Đạo Dừa hiện đang được chôn cất trong một ngôi mộ chôn đứng đúng không ông? Dạ. Dạ. Con để đây ha. Dạ. Dạ. Ở đây rộng bao nhiêu mét lận ông Út? Ở đây nội châu di đây 2 mẫu, 2 hecta mét, 2 hecta. 2 hecta. Đất à, đất của gia đình của ông già. Dạ. Đây chính là phần mộ. Nếu như mà như tụi con lần đầu đến là nhìn là sẽ không có biết đâu. Chỉ là được nghe mọi người nói là chôn đứng thì tụi con nghĩ có một cái tháp thì mới đoán là như vậy thôi. Dạ. Thì cấu trúc của ngôi mộ này là như thế nào á ông Út? Vì ông Hai mất thì cũng tẩn trong cái hàng bình thường. Thay vì người ta nằm dưới đất, người ta chôn nằm. Còn ông Hai đứng trong cái tam giác đó, dỡ cái nắp lên, dựng đứng cái hàng xuống. Vậy là đứng trong cái tam giác đó. Người ta thì chết trong nằm, còn ông Hai thì đứng. Yeah. Ở ngay phía trước luôn là con thấy là có một bản đồ Việt Nam. Mà bản đồ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam. Bản đồ Việt Nam mà vì sao mà ông lại muốn là cắt cái bản đồ lên như vậy hả ông Út? Thì ông Hai nói là Tổ quốc thành đồng, thành Nam giữ. Ông Hai là Nguyễn Thành Nam. Tổ quốc thành đồng, thành Nam giữ. Ông Hai mất rồi. Cũng một giáo chủ nhưng mà các giáo chủ khác nó có ông Hai có cái đặc biệt là chết rồi mà ông Hai còn giữ nước để trước mặt cái bản đồ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam. Có thể là cái xác của ông Hai là không có bị phân hủy. Ở dưới cái đáy hàng đó có cái ống tiếp nước dẫn ra ngay tấm nhôm này. Nếu mà ông Hai bị phân hủy thì cái nước vàng nó chảy ra cái ống này. Như vậy là 30 mấy năm ông Hai khô xác ở trong, đứng trong đó khô xác luôn chứ không có bị phân hủy. À, là một điều rất là đặc biệt. Đặc biệt cái chỗ đó. Như vậy là ở cái gọi là quan tài đi ha. Gọi là dạ, một cái cũng đẩn cái hàng bên thường dỡ nắp rồi cái dựng đứng cái hàng trong đó. Thay vì người ta trong đứng ở trong nằm, còn ông Hai thì đứng. Dạ. Ba mấy năm ông Hai đứng trong đó khô xác luôn, không có bị phân hủy. Nếu phân hủy thì cái nước vàng nó chảy ra đây. Vậy là có một cái hệ thống ống từ phía quan tài của ông Hai ở phía trên này. Nằm chắc nằm ở dưới đáy ha. Sau đó thì dẫn một cái ống nước xuống dưới đây. Dài xuống phía dưới chân của lư hương này, của bát nhang này. Và ở đây thì mình có mở ra mình kiểm tra định kỳ. Dỡ lên được. Dỡ lên kiểm tra thì cái ống tiếp nước thì dẫn ra nó không có bị cái nước vàng nó không chảy ra. Thấy nước vàng chảy ra. Nếu nó bị nước vàng chảy ra là bị phân hủy. Dạ. Vậy là ông Hai đứng trong đó ba mấy năm khô xác luôn.
Khô xác luôn. Nhưng mà với cái lối tu khổ hạnh của ông Đạo Dừa thì con nghĩ là những cái giai đoạn cuối đời là cái xác, cái thân của ông á, là nó cũng đã có phần là gọi là teo lại á. Ông bị hành đạo thì khổ hạnh á, cái xác nó bị teo trở lại. Không phải như hồi thanh niên Hoài kỹ sư khoa học, Hoài đi học bên Pháp á, Hoài lớn con đẹp trai lắm. Rồi tới tu khổ hạnh rồi ép xác, cái xác nó bị ốm gầy dữ lắm. Vậy là nãy giờ anh em mình đã nghe được là hai sự đặc biệt của câu chuyện về ông Đạo Dừa. Thứ nhất đó là ngôi mộ chung đứng, thứ hai đó là về việc xác của ông Đạo Dừa là không hề phân hủy trong suốt 30 mấy năm qua. Dạ. Đúng. À, giờ mình đi một vòng cho người xem rõ hơn. Ông Đạo ngày xưa thì ông di nguyện của ông là muốn chết là chung đứng, mất là chung đứng như vậy hay sao ông? À, hồi ông Hai còn sống ông Hai biểu vậy đó. Dạ. Khi mà ông Hai mất rồi thì phải làm y vậy. Dạ. À, tam giác là cái này con rồng. Dạ. Là tượng trưng mình là con rồng cháu tiên, Âu Cơ Lạc Long Quân. Dạ. Mình đặc biệt Việt Nam, mình là đặc biệt. Việc mà cái bản đồ nước Việt Nam ngoài trước là ông Hai ổng cũng nói phải làm như vậy hay sao? À, ông Hai kêu thiết kế vậy. Dạ. 2 năm trước là 1988, dạ. 1990, 2 năm sau ông Hai mất, mới là để ông Hai đứng ở trong đó. Mình chắc chắn là ông Hai cái xác khô chứ không bị phân hủy. Dạ. 100%. À, theo dự thông báo của mình thì mình có khi nào mình phải mở ra để mình kiểm tra không? Không, cái đó chưa biết. Nhưng mà ông bây giờ... Hai hồi đó có nói, ông Hai hồi còn sống, ông Hai nói sau này Nhật nó vô rồi nó mới khui ra, nó biết ông Hai là cái gì. Mà cái lời của ông Hai hồi còn sống. Như vậy thì mình vẫn cứ để miết, đến khi nào mà phái đoàn của Nhật họ đến thì mình mới mở. Không biết năm nào mình không biết, ông không có nói. Ờ, sau khi ông trước khi ông Hai mất thì ông Hai sẽ nói lại những cái lời đó cho ông Út nghe. Con thấy thì bên này là một con rồng và phía bên kia cũng là một con rồng nữa. Là tượng trưng là con rồng, là mình là con rồng cháu tiên. Dạ. Âu Cơ là dân tộc Việt Nam mình đó. Dạ. Việt Nam mình là dân tộc đặc biệt. Dạ. Ở dưới thì có hoa sen ha ông Út. Dạ. À, không biết thì khi mà chôn đứng là cái chiều lúc mà chôn là nó sẽ nằm đứng như vậy, nhưng mà cái đế là nằm ở đây hay là nó nằm sâu ở dưới đây? Cái đế nằm ở dưới cái bát quái, cái đó tam giác rồi, cái đó là bát quái. À. Thì cái hàng nó nằm trên cái mặt bát quái đó. Dạ. Thì cái hòm tam giác là trên này. Cái này là gọi là bát quái. Bát quái. Bát quái đài, giống như là bát quái đài ngày xưa mà ông Hai đã ngồi trên, ngồi đó để tu khổ hạnh á. Dạ. 45 năm để tưởng niệm á, ngồi hành đạo trên bát quái không? Dạ. Vậy thì em cảm giác nghe qua những cái câu chuyện á thì ông Hai Đạo Dừa cũng rất là tìm hiểu về, em nghĩ là nói theo thời hiện đại đó là phong thủy anh Hồ. Đúng rồi. Ha, phong thủy, bởi vì những cái bát quái hay là những cái tam giác này thì trong phong thủy rất là nhiều. Dạ. Ở trên cái phần mộ của ông Hai thì có cây ba tôn, cây gậy. À, cây gậy hồi đó ông Hai còn hiện tiền đó, ông Hai đi mà chống cái gậy đó. Giờ mình để đó kỷ niệm. À, đó hợp không? À, trong đó lại kia chỉ cho mọi người rõ nha. Dạ, lên đó. Xin phép bước lên đây được không ông? À, cứ lên. Dạ. Ở trên đây thì có rất là nhiều kỷ vật nha. Gồm cây ba tôn nè. À, đây là cái cây gậy gỗ nè. Hồi xưa là ông Hai Đạo Dừa hay chống đi trong những cái bức hình mà anh em mình thấy đó. Thì em thấy là cái chiều của cây gậy này á, nó rất là thấp. Tức là nếu như với khoảng bao nhiêu đây đi ha, mình để xuống đất là khoảng nhiêu đây, đúng không? Thì tức là cái dáng người của ông á, là phải khòm thấp xuống như vậy nè. Chứ nếu như mà chiều cao của anh em mình thì cây gậy này cũng không có tác dụng gì hết. Là mình có thể đoán được cái chiều cao của ông Đạo Dừa. Ở phía bên này á, thì cái cây bồ đề. Dạ. Cái cây bồ đề có một cái trái dừa nữa nè nha. Dạ, cúng nước dừa ha. Mà anh thấy đây là phía đạo công giáo hay công là Kitô giáo ha. Dạ. Tức là ông Hai là hòa đồng tôn giáo ha. Hòa hiệp tôn giáo. Tôn giáo nào ông Hai qua như nhau, không có phân cách, không có chia rẽ. Dạ. Nhưng mà tượng trưng là Phật với Chúa, là bởi vì Phật có ngoài 2000 năm, Chúa có 2000 mấy năm đó.
hai cái tôn giáo lớn nhất thế giới, thành nó tượng trưng cây thánh giá chữ vạn. Yeah. Còn cái đồng hồ này thì mang ý nghĩa gì hả ông? Đồng hồ là ông Hai nói cái đó là cái máy thiên cơ. Ừ. Mỗi phút mỗi xoay ở trên vũ trụ. Dạ, máy thiên cơ. Máy thiên cơ, đồng hồ tượng trưng là máy thiên cơ. Xây cơ. Ừ. Và trên bản đồ Việt Nam này thì có sự khẳng định chủ quyền rất là rõ ràng về hai quần đảo của mình. Đó là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ha anh Hồ? Đúng rồi. Đó là của Việt Nam 100%. Dạ. Hoàng Sa và Trường Sa. Bây giờ Trung Quốc còn nó dành, ở đâu nó còn đó, thời Pháp thì nó rành lắm, vì Pháp nó đô hộ mình 100 năm. Nó biết đất nước Việt Nam nằm chỗ nào nó biết hết. Pháp nó biết rành. À, có lẽ anh em mình đi vòng ra phía sau nữa đi anh Tô. Để mà mình... Ngày xưa thì thường thì người ta mất thì chôn nằm. Đối với ông Đạo thì ông Duy Nguyện lại là mất thì chôn đứng. Thì vòng vòng ở đây người ta có nói gì không? Không, vì ông Hai đặc biệt mà. Dạ. Người ta chết thì phải chôn nằm, còn ông Hai là đứng. Dạ. Đứng cũng tượng trưng. Tại sao có Chúa Kitô? Là Chúa Kitô cũng khi mất bị Do Thái nó đóng đinh trên cây thánh giá. Ông Hai tượng trưng, mình thấy những hình ảnh đó thì mình suy nghĩ hiểu ông Hai sao là hiểu. Đó, ông Hai chết là cũng chôn đứng. Chúa Kitô hồi đó Do Thái nó đóng đinh cây thánh giá cũng bị đứng trên thập tự giá đó. Ở phía sau mộ của ông Hai Đậu Dừa thì con thấy là có một cái cây đó, cái cây bồ đề. Cây bồ đề rất là to. Cây này cũng thuộc dạng cổ thụ hả? Bồ đề đó cũng cả 100 năm á. Dạ. Cổ thụ. Cây bồ đề thì làm mình liên tưởng đến Đức Phật á anh Phong. À, ở đây có cây dương. Dạ. Cây dương cũng cổ thụ nữa, cũng cả 100 năm đó. Đây chính là cái câu niệm chú của ông Đạo Dừa. À. Nam vô Phật Chúa cứu khổ cứu nạn cứu độ chúng sinh amen. À. Một cái sự thường là đệ tử hai cậu Nam vô chứ không phải là Nam mô ha. Nam vô chứ không phải Nam vô. Nam vô là Phật có. Chúa. Vô là vào. Vô là vào chứ không phải vô là không hả? À. Ông Út. Còn ở dưới này là ông Út. Dưới này là có di ảnh của ông Đạo Dừa. À. Sư tổ Nam Nguyễn Thành, ông sinh vào ngày 25 tháng 12 âm lịch, tức là năm Kỷ Dậu không? Năm 910, dạ. Mất năm 1950, thì 8 tháng 4 âm lịch, mất 1990. 90, thì ông thọ 8, ông Hai thọ hưởng được 81 tuổi. 81 tuổi. Cái này thì cũng có phải là xây theo cái di nguyện của ông Hai không ông Út? Ở ngoài trước có một cái cây thánh giá cơ. Bốn chữ này là bốn chữ gì hay ông Út? Nhất tứ bất tử. Là có ý nghĩa là sao ông Út? Nhất tứ bất tử là ông Hai cái thời hồi còn Bảo Đại rồi đó, cái thời vua đó. À. Thì ông Hai nói nếu mà ông Hai gặp mấy cái vị đó đó, mà ba vị đó đó, với ông Hai nữa là bốn. Rồi ông Hai ra ngoài Bắc, ông Hai gặp Bác Hồ để thống nhất đất nước thì dân tộc không có chết. Nhất tứ bất tử là bốn người hả? Bốn. Ngô Đình Diệm, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, rồi Bác Hồ, ông Hai. Thời đó nay cũng mấy chục năm rồi. Ở đây là chữ điền, bốn ô là 1, 2, 3, 4, cứ là chữ điền. Chữ điền nó phá ra cái chữ điền nó ra nó nhiều lắm. Chữ nho mà. Yeah. Phá điền thiên tử xuất rồi vậy đó. Trong cái khuôn viên này là bốn cái ô này là theo hình chữ điền. Chữ điền. Dạ. Chữ điền. Mà khu lăng mộ ở đây rộng quá ông Út. À. Ở đây thì đất, ở đây thì ở đây thì đất của ông già 2 mẫu. Dạ. 2 hecta. Một số cái ngôi mộ ở phía bên kia là cũng của trong gia đình mình hả ông Út? Ở trong gia đình. Cái đó là một cái là mộ của vợ ông Hai, một cái là em của ông Hai. Dạ. Đây là ông Hai có gia đình luôn. Có gia đình, ông Hai đi Pháp về rồi ông Hai có học đạo kỹ sư rồi. Ông Hai có vợ, có con, có được một người gái. Rồi 3 năm sau ông Hai mới xuất gia lên vùng bãi núi đó,
ông Hai tu trên đó 1845 tới 1848, là 3 năm ông Hai mới trở về quê đây. Người gái đó bây giờ nó ở Mỹ, nó cũng cỡ 80 tuổi, duy nhất một đứa con gái thôi. Như vậy thì hiện giờ là có khoảng bao nhiêu người vẫn còn theo đạo dược của mình ạ? Còn cũng đông nhưng mà tu tại gia. Tu tại gia. Nhà ai nấy tu, chứ khi giải phóng rồi là nhà nước ta giải tán hết. Thì về quê mình ai nấy tu, chứ không có tập trung như hồi xưa. Cách tu của đạo dừa như thế nào vậy? Là của ông Hai đạo dừa là phải trường chay, đi đứng nằm ngồi niệm Phật tâm, mà cuối cùng là để sống sót coi đời. Câu đó là câu quan trọng, bởi vì ông Hai nói ăn chay là ăn loài thảo mộc là cái máu nó loãng, còn nếu ăn mặn, ăn thịt, ăn cá, loài động vật, cái máu nó đặc. Thì đệ nhất thế chiến, đệ nhị phải có đệ tam, mà đệ tam là toàn hạt nhân không. Ông gọi là ông Hai đạo dừa thì ông uống nước dừa với lại ăn trái cây. Vậy thì tín đồ của ông á là ăn chay trường. Dạ, chứ không nhất thiết là phải là chỉ uống nước dừa thôi. Dùng như ông Hai không được, bị ông Hai ăn trái cây uống nước dừa là 45 năm em cháu hồi đệ tử rồi không có hành đạo như vậy được. Không có làm nổi. Chỉ ăn chay trường, ăn rau cải rồi vậy đó. Trường chay chứ không có ăn cá ăn thịt. Cái câu chuyện tu tập của ông Hai đạo dừa thì còn rất là dài và rất là nhiều. Có lẽ mình vào trong kia mình ngồi mình sẽ chia sẻ kỹ hơn. Chứ để ông Út ngồi đây cũng nắng quá rồi, cũng mệt không. Thì con cũng thấy là có rất là nhiều những cái con rồng chầu ở đây. Thì những cái kiến trúc này là của anh em trong gia đình mình cùng thiết kế lên hả ông? Cũng của đệ tử ông Hai làm không? Không có mướn ai á. Và ở ngoài phía này còn có thêm một cái đài, trên đó cũng có những cái biểu tượng của đạo Công giáo, đạo Kitô á. Hòa hiệp tôn giáo. Dạ. Phật Chí Chúa. Phật Thích Ca. Rất là đặc biệt phải không? Đây là mình nhìn sơ qua mình lại tưởng là Phật Thích Ca chứ Phật Thích Ca và Chúa Giêsu. Đó nào trên đó là đặc biệt. Dạ, rất là đặc biệt. Nay thì Đức Mẹ Maria với Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức cái này được gọi là cái gì ta? Cái này là hòa hiệp tôn giáo. Cái trụ này nè ông Hai. Ông Út. Cái trụ này nè ông Út. Hả? Cái trụ này gọi là gì? Một cái trụ xuống bình thường. Trụ đó, trụ rồng. Dạ. Lâm Hoa. Thì có những cái trụ này để thể hiện cái tôn chỉ của ông Hai ngày xưa. Anh thấy là thay từ thời ông Hai luôn. Có một cái lá cờ nữa cơ. Cái đó là cái lá phướng. Lá phướng. Lá phướng có chữ vạn trên đó. Bây giờ anh em mình sẽ vào bên trong để chúng ta tiếp tục chia sẻ về câu chuyện tu tập của ông Hai đạo dừa. Trước khi kết thúc video thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái cánh cổng của khu lăng mộ. Đây là một cánh cổng ghi là Kim Tinh Tháp Thích Hòa Bình Nam Nguyễn Thành. Kim Tinh Tháp thì chính là tháp mà ông Hai đang yên nghỉ. Ông Hai đang yên nghỉ cái đó. Thích Hòa Bình Nam Nguyễn Thành. Thích Hòa Bình là cái danh hiệu của ông Hai. Khoảng đời ông Hai tu mấy chục năm là đấu tranh hòa bình cho Việt Nam và thế giới. Lúc nào cũng đòi hỏi hòa bình cho Việt Nam hồi lúc còn chiến tranh. Rồi hòa bình thế giới luôn. Ông Hai tu là có cái ý mộng đó thôi chứ không có gì khác. Là pháp danh giống như pháp danh bây giờ vậy không á? Hay là cái câu đó là ở trong cái tu tập của ông? Cái ông Hai thì cứ ông kêu là ông đạo dừa. Kêu ông đạo dừa vì uống nước dừa đó, báo chí hồi chứ đậu cũ gọi ông là ông đạo dừa. Chứ tức là ngay cả cái danh hiệu, cái pháp danh của ông Hai đạo dừa là cũng là hướng về sự hòa bình, thích hòa bình. Em cảm nhận là cách tu tập của ông Hai là một cái sự trung dung á anh Hồ. Tức là dung hòa giữa tất cả những tôn giáo nè, hòa hiệp tôn giáo nè, rồi hướng tới tiêu chí mà cao nhất á chính là hòa bình. Là mình không có muốn chiến tranh gây đau khổ cho nhân loại nữa. Tức là cũng hướng người ta đến những điều tốt đẹp nhất thôi. Cũng giống như những tôn giáo khác. Ông Hai hồi còn sống đó, ông Hai nó hòa bình đó, thì sống chung. Chiến tranh là tiêu diệt. Bị ông Hai biết hả, chiến tranh đệ tam thế chiến là toàn là chiến tranh là hạt nhân không, nó hủy diệt người trong tích khắc. Chỉ lấy cái tình thương để giải quyết với nhau, để mà sống sót với nhau. Còn hả, gây ra chiến tranh là cái thời này đệ tam thế chiến là hạt nhân không, nó hủy diệt trong tích khắc. Sau khi nghe ông Út là em ruột của ông Hai chia sẻ về cái câu chuyện
đó là ngôi mộ chôn đứng. Thì mọi người, cô bác, quý anh chị có thể hiểu tại sao ông lại yêu cầu chôn đứng như vậy. Và đây là một cái ngôi mộ mà khá là lạ luôn, mà Bùi Hồ từng chứng kiến và chia sẻ cho cô bác, quý anh chị cùng xem, cùng nghe nè. Như lúc nãy thì ông có chia sẻ ở đây đó, nó có một cái lỗ để mà thông hơi, để sau này nếu như mà cái xác không phân hủy thì ở đây nó sẽ bốc lên một cái mùi. Đó là một cái câu chuyện cũng khá là độc lạ mà hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác, quý anh chị. Và nơi mà thông hơi ra ngay chỗ từ cái cái xác ông Hai, ống thông hơi mà do ông Hai mà thiết kế trong lúc trước khi quy ẩn là năm 1988 để làm cái tháp năm Thìn á, thì tất nhiên ông Hai nói làm cái tháp này là bề cao là 3,5 m, ở dưới là 2 cấp, rồi ở kế là cái tứ tượng, trên nữa là cái bát quái 8 cạnh 8 bông sen đó, rồi phần trên là cái tam giác, trước là cái bản đồ Đông Dương, hai bên có 2 ông rồng cụ thể, và trên nóc là cũng có một cái lưỡi nghi, một bên đỏ một bên xanh. Thì ông Hai nói khi ông Hai ẩn nằm á, thì để ông Hai đứng, ngồi thì để ông Hai ngồi trong đó, và trong khi làm cái tháp này có thiết kế một cái ống thông hơi, hồi làm bằng ống tiếp 49 từ ngay chỗ cái chân thọ ông Hai đứng ra tới phía trước đền cầu nguyện. Thì ông Hai có nói sau này mấy con, khi ông Hai ẩn mà mấy con rình cái ống thông hơi đó, nếu mà có mùi hôi thối hay nước vàng gì á chảy ra thì bỏ đạo ông Hai đi, bỏ ông Hai đi đừng theo nữa. Ông Hai nói vậy đó. Thì quý đạo rồi cũng tò mò rình dở ra hít thử rồi nhìn xem có nước vàng không, nhưng mà sự thật là không có nước vàng chảy ra mà cũng không có mùi hôi thối. Đó nói rõ như vậy đó. Có một cái câu chuyện nào mà liên quan đến việc trị bệnh không hay? Thì có một cái câu chuyện mà hầu như là xác thực nhất, là có cái anh Bãi, ảnh ở trên Thanh Lách á, ảnh nói cái bụng ảnh tự nhiên nó trướng lên cứng như đá mà thở không được, ăn không được, thì ảnh nghĩ là ảnh chết, ảnh không thể nào mà sống được nữa. Nó cứng ngắc ở trong đó, là ảnh nói cuộc đời ảnh là chắc là chết rồi. Cái nghe nói ông Hai, rồi cái ông mới tìm tới, nghe nói ống thông hơi, ảnh mới dở ra dở ra, rồi ảnh mới khum người xuống đó, ảnh hít cái ống hơi rồi đưa tay chà vào bụng. Thì ảnh nói về thời gian là tự nhiên ảnh thấy trong cái bụng ảnh nó nhẹ nhàng, không có còn thấy nặng như đá treo trong đó, rồi ăn uống lại được. Rồi cái gặp quý đạo cũng khuyên cái theo cái ông Hai là ăn chay trường vậy đó, niệm Phật. Rồi ảnh thực hiện coi như thời gian giờ nay ảnh ăn chay trường 7 năm nay rồi, coi như là ổng con người bình thường trở lại. Ảnh nói là ông Hai cứu ổng, siêu tổ cứu ổng, chứ ông Hai cứu coi là như cái ống này không Hai tới. Chính là cái ống đó, ống thông hơi đưa ra đó. Còn nhiều gì, nhiều người nữ và nam gì cũng có hết đó, mà mình không biết cái cảm nhận mà mỗi cái linh thiêng mỗi người cái do không giống nhau thì mình không có hỏi được. Với giả lại khi mà đám, nhất là cái ngày mà kỷ niệm ông Hai quy ẩn á, mình lại đứng đây tiếp lễ, mình không có trực tiếp mà để hỏi những cái vị đó làm vậy là để có lợi ích gì chưa. Nhưng mà có nhiều người làm như vậy, thò vào đó đưa tay rồi hơi lấy hơi rồi chà vào người vào mình. Rồi người đưa mặt vô đó hít. Cái này miếng một miếng thiết thôi. Nhất lễ nào cũng đến dở. Đây là cái ống mà thông hơi mà theo theo ông Hai ông chia sẻ rằng là nếu như mà có thấy được nước vàng chảy ra đó. Nếu mà trong 7 ngày mà có cái nước vàng chảy ra mùi hôi thối gì đó thì ông sư tổ kêu đừng theo bỏ đi, cứ như là ông Hai phàm phu người phàm. Đó cái ống đó, từ đây nè cháu. Ngay chỗ nó nhiều à. Người ta có mấy hôm hởm mấy đơn vị ở Cần coi như là đó, một cái đường hầm bí mật vậy. Người ta xịt đèn, người ta nhìn, người ta thấy cái ống, người ta mới chịu như mấy cháu vậy. Nói dòm thấy rồi đụng mới chịu. Có nhiều khi cái nếm. Còn nước này là nước mưa không? Dạ. Nước này nước mưa hả? Cái nước không phải nước mưa trên này, nhiễu này chảy xuống. Chứ dạ. Đỉnh là nó mới mục. Cái còn nước xong nước vô ra ngay cái con đường thủy điện này cháu. Đúng không? Rồi đúng không? Xuống sâu sâu rồi đưa tay vô rồi gặp à. Bùi Hồ xin kết thúc video clip này tại đây. Và tiếp theo thì mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để vào cái ngôi nhà tưởng niệm của ông Hai để nghe cái câu chuyện tu tập của ông Hai Đạo Dừa nha cô bác quý anh chị.